gió sớm lâng lâng quyện sang về trong bình minh nhuốm sắc pha lê, thấp thoáng bóng chân người thôn nữ viếng mộ mà chẳng ngại dập sương khuya, vội vã dầu thơm đặt cạnh mộ nhưng kia ai lập tạc. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh thầy, bởi họ không biết đấng đã sai thầy. Suy niệm. Cộng đoàn thân mến, tục ngữ Việt Nam có câu: yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đưa ra một lời tiên báo: nếu thế gian ghét anh em, thì anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Điều này cho thấy các môn đệ cùng chung một số mệnh như thầy Giêsu. Khi môn đệ sống và thực hiện những gì thầy Giêsu đã làm, trong ngôn ngữ của tin mừng Gioan, thế gian không có nghĩa là toàn thế giới, vì vũ trụ là công trình tác tạo do tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng thế gian ở đây là thế lực của sự dữ, của tất cả những gì đối nghịch cùng Thiên Chúa. Tin mừng khéo léo trình bày sự đối lập của yêu và ghét. Một loạt diễn tựa dài nói về tình yêu trào tràn từ Chúa Cha tới Chúa Con và từ Chúa Con xuống cho các môn đệ. Thì hôm nay, một loạt các từ nói về sự thù ghét của thế gian đối với Chúa Giêsu và các môn đệ người. Như thế, có một sự phân tách rõ ràng: với Chúa thì yêu và với thế gian là ghét. Chính Chúa Giêsu đã đến thế gian, Người đã bị thế gian lên án và giết chết. Do đó, tất cả những ai là môn đệ của Người cũng phải chịu đồng số phận một sự bách hại và đối xử bất công. Điều này dễ hiểu, vì Chúa Giêsu là ánh sáng đã làm lộ ra những sự mờ ám của con người, là sự thật đã phơi bày sự giả dối của con người, là lối đi tin mừng vạch trần những hướng đi lầm lạc của con người. Chính vì thế mà con người tìm cách loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời mình. Cũng thế, Kitô hữu thuộc về Chúa Giêsu, sống giáo huấn Chúa Giêsu dạy, là bước đi trong ánh sáng, tình yêu và sự thật. Thế gian chống lại thầy Giêsu thì cũng chống lại những ai bước theo Người. Vì thế gian thích ở trong bóng tối của mờ ám và giả dối. Thật vậy, lý do họ ghét thầy và cũng ghét trò của thầy là vì thế gian yêu những gì là của nó. Thế gian coi tiền bạc trọng hơn đạo đức, lọc lừa nhiều hơn là chân thật, ích kỷ lo cho bản thân, thậm chí chà đạp lên người khác. Đời sống chứng nhân theo Chúa Giêsu của Kitô hữu tự nó như là một sự xét xử vạch trần lối sống thế gian, nên bị thế gian ghét bỏ. Khi bước theo tiếng gọi của Chúa Giêsu, mặc nhiên người môn đệ đã chấp nhận dấn thân vào một đối đầu không khoan nhượng. Trong đó, họ sẽ lãnh lấy phần thua thiệt để phải hy sinh cả mạng sống. Điều này không chỉ xảy ra trong giáo hội thời sơ khai,
nhưng mãi mãi cho đến hôm nay vẫn luôn còn bị bách hại. Như thế, bị thế gian thù ghét không phải là điều bất thường đối với Kitô hữu. Cái bất thường của Kitô hữu chính là cuộc sống dễ dãi, thỏa hiệp, buông theo dòng thác của thế tục. Nhưng trong mọi sự, chính việc chịu thù ghét bất công lại làm cho tín hữu nên giống Thầy Giê-xu hơn, vì được đồng số phận với người. Lạy Chúa Giê-xu, khi chọn bước theo Chúa, xin cho mỗi người sống đời thánh hiến chúng con, luôn biết can đảm tiếp tục lội ngược dòng, không dễ dãi thỏa hiệp với lối sống ngược lại với giới răn Chúa, dù phải chịu nhiều bách hại và đối xử bất công, để chúng con được trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn.